xin chào, xin chào cả nhà mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bốn tổ hợp chính để múa sen bài. Một đời là sen ngát, một nhạc phẩm viết về Bác Nguyễn Phú Trọng rất là hay và cảm động. Link của bài múa cùng hướng mình để dưới phòng mô tả. Nhấp vào chữ xem thêm là có. Ở đó mình cũng để những cái đường link sản phẩm. Chúng ta có thể nhấp vào chọn mua hay không mua à, về những cái phụ kiện dành cho múa như là à, sen nè, quạt nè, nón nè hay là giày nhảy giày múa, trang phục biểu diễn đầm, váy áo dài phong vân, vân rồi à, cài tóc. Uhm, nói chung là những cái trang phục, những cái linh kiện nó làm cho chúng ta thật là đẹp để chúng ta múa cho nó tự tin nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái đoạn dạo nhạc đầu bao gồm 3 câu 8 18. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 2 3 4 5 6 7 8 rồi. Chúng ta tập luôn nha. Chân phải 1 2 chân phải 3 nghỉ một nhịp 4 tiếp tục. 5 6 7 8 chân phải bỏ lên tròn trái. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 2, chân phải 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rồi Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 1 bao gồm 3 câu 6, 7, 7 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, ta tập luôn nha. Rồi, hoa đang như thế này. Chúng ta sẽ trở hoa lại. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.

13, 14, rồi. Rồi chúng ta sẽ đi. Tay đang ở như thế này. Rồi, tay trái ở sau. Tay phải thì bắt đầu đi và chân phải đi. Tay phải, 1, chân phải, 2, 3, 4, bỏ trên vai. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Tiếp tục chân phải đi lên 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rồi Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 3 bao gồm 3 câu 10, 8, 10 như thế này.

Rồi. 2 3 1 2 3 4. Rồi chân phải tròn trái. 5 6 7 8 9 10. Lật sen 2 2 3 4 5 6 7 8 chân phải. 3 2 3 4. Rồi chân phải tròn trái. 5 6 7 8

7 8 9 10 11 12 13 14 rồi. Chúng ta tập luôn nha. Chỉ có hai câu thôi. Rồi. 2 3 chân phải hình quả trám. 1 2 3 4 chân phải chéo. 5 6 chân trái chéo. 7

Mười bốn chúng ta để tay với tư thế như thế này nè. Nha. Đó. Rồi. Với tư thế này thì chúng ta sẽ chuyển sang cái tổ hợp dạo nhạc ở giữa nha. Chúng ta sẽ đi vòng tròn sang trái tới trước. Đó. Rồi bắt đầu. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Hai. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. 7 8 tiếp tục 3 2 3 4 5 6 7 8 câu 4 cũng thế, sau đó tiếp tục đi. 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 Rồi chúng ta tập luôn một lần nha với tư thế tay như thế này. Chúng ta sẽ tròn chân phải sang trái một vòng phía trước nè. Trờ. Đó. Rồi. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 đi chậm nè. 2 2 3 4 5 6 7 8 sau đó chúng ta lắng nghe nhạc và đi tiếp Chân phải hình quả trám 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chân phải 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với cái đoạn xếp kết ở cuối video. Ở đoạn này có 7 chị, 3 chị ở trên và 4 chị ở dưới. Tất cả đều kết thúc ở tư thế này để chúng ta xếp nha. Rồi. Ba chị ở trên cùng ấy thì chị bên phải và chị bên trái sẽ có động tác giống nhưng mà đối nghịch nhau nha rồi chị bên phải nè chúng ta quay một vòng sang phải đó như thế tới đây luôn đưa sen vào này rồi quỳ xuống rung sen vậy thôi nha lúc đó có nhạc chúng ta sẽ từ từ múa theo nhạc tiếp theo chị ở bên trái nè vòng một vòng sang trái đó, sang này luôn, đưa sen qua này. Quỳ xuống, rung sen. Thế thôi. Nha, rồi. Còn năm chị, chị ở trên cùng với tư thế này, đứng im và quỳ xuống thôi. Còn bốn chị ở sau cũng tiến lại xếp thành một hàng với tư thế như thế này. Đó, như thế. Sau đó chúng ta sẽ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chị đầu tiên ở trên cùng sẽ ở tư thế này. Chị thứ hai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 với tư thế này. Chị thứ ba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 với tư thế này. Chị thứ tư 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 với tư thế này. Đó, chị thứ năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 như thế này. Đó, chúng ta sẽ tạo thành một hiệu ứng đếm giống nhau nha. Sẽ có một chị ở sau cùng đếm để các chị làm nhé. Đó chúng ta đếm ha để cho tạo ra hiệu ứng bung lên tới đây rồi lại bung lên tới đây đó rồi lại bung lên tới đây rồi lại bung lên tới đây đó như thế sẽ tạo ra rất là đẹp luôn nha rồi cảm ơn cả nhà mình